cả nhà ơi, thì hôm nay thì 14 là 10 đến đây để đi chùa nè, chùa ở quê 10 nè, đây gọi là Bổ Hương Tự nè, về quý danh là thờ của Đức Cứu Quảng là Trần Văn Thành nè. Còn giờ thì 10 xin mời cả nhà đi theo 10 nè, bữa nay bà con đã đông quá cả nhà ơi. Đi chùa đó. Đưa mấy bà lên chợ, mấy bà mặc cái gì đó, đưa mấy bà lên đi nha.
đang rửa chén. Mấy chị ơi quay phim nha. Chúc cho cả nhà được một ngày thuận lợi và đầy hạnh phúc, trao hòa cùng cuộc sống. Cả nhà ơi, thì hôm nay thì cả nhà ơi, hôm nay thì 14 rằm tháng 10, 10 đi chùa. Trước là cầu cho quốc thế dân an, hai nữa là cầu cho bá tánh được vạn sự vô thương. Thì buổi vui giới của mình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Có thích vui giới của mình xin cho mình một like và một nút đăng ký. Còn giờ mình xin chào và hẹn gặp lại lần sau.